Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng cù là loại gạo tẻ đặc sản được đồng bào người Thái, Nùng, Giao, Hơ Mông trồng nhiều ở các tỉnh vùng Tây Bắc như là Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu. Sáng cù được canh tác trong điều kiện thời tiết mát mẻ, ngày nắng ít, đêm sương nhiều. Nguồn tưới chính là nước từ khe suối và sương đêm. Gạo sáng cù đã trở thành niềm tự hào khi loại đặc sản này của đồng bào dân tộc vùng cao được nhiều người biết đến. Gạo sáng cù được trồng chủ yếu tại 4 địa phương vùng cao gồm Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Được canh tác chủ yếu trên các vùng núi cao, nhiệt độ dao động trong khoảng 20 đến 25 độ C. Đây là thứ gạo cổ truyền, là niềm tự hào của bà con dân tộc nơi đây. Gạo sáng cù một năm chỉ có hai vụ, vụ mùa và vụ chiêm, thu hoạch vào khoảng tháng 5, 6 và tháng 10. Tuy năng suất không cao, nhưng bù lại, gạo lại có hàm lượng dinh dưỡng hơn các loại gạo thông thường, nên có giá bán khá cao. Trải qua các thời kỳ cho đến nay, bằng những kinh nghiệm tích lũy và áp dụng khoa học kỹ thuật, từ việc sản xuất trồng trọt, nhân dân Mường Lò đã tạo nên thương hiệu riêng của vùng nổi tiếng với gạo trắng nước trong. Vùng đất có những loại gạo thơm ngon, đặc biệt là gạo sáng cù. Đến nay đã có chỉ dẫn địa lý thương hiệu riêng. Chính vì mang đặc trưng riêng nên gạo sáng cù ngày nay đã vang danh khắp vùng, nổi tiếng là gạo ngon nhất và trở thành gạo đặc sản của vùng Mường Lò. Hiện gạo sáng cù Mường Lò đã có vị trí vững chắc trên thị trường khi trở thành thương hiệu sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Yên Bái. Những năm gần đây, chúng tôi tập trung vào xây dựng cái thương hiệu cho gạo sáng cù. Đây là gạo đặc sản trong vùng tây của Yên Bái, trong vùng xã Cái Lộ. Thì tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục là đẩy mạnh cái việc giới thiệu và xây dựng cái thương hiệu cho gạo sáng cù, để cho cái giá trị của gạo sáng cù nó sẽ nâng lên. Thế thì tới đây chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối với hệ thống xúc tiến thương mại của các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Bắc, để chúng tôi tiếp tục mở rộng với đại lý giới thiệu và bán gạo sáng cù. Lòng chào thị xã Nghi Lộ thì có cái gạo sáng cù là nổi tiếng, có chỉ dẫn địa lý được công nhận. Thì cái công ty sản xuất theo cái chuỗi sản xuất liên kết với các hộ dân, có những giải pháp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con từ phân bón, chọn chủng loại giống và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP. Lào Cai cũng nổi tiếng với đặc sản gạo sáng cù. Giống gạo sáng cù có đặc điểm là rất kén đất, không phải nơi nào cũng có thể trồng được. Vì thế loại gạo này chỉ cho chất lượng tốt nhất khi được trồng ở hai huyện Bát Sát và Mường Khương. Mường Khương, Lào Cai là một trong những nơi có thế mạnh của loại gạo đặc sản này. Hạt gạo sáng cù là đặc điểm hạt to dài, màu trắng ngà, không bóng bẩy. Hạt gạo mẩy đều 10 hạt như một cho chất cơm thơm, ngon, đậm đà. Vị bùi, nức tiếng thực khách, nhất là những người nơi xa khi đến với vùng Tây Bắc. Sản phẩm sáng cù Lào Cai là một trong những sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh. Chúng tôi đã thực hiện đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm cũng như là các cái sản phẩm nông sản của Lào Cai nói chung và đặc biệt là cái sản phẩm gạo sáng cù của Lào Cai nói riêng. Thì hiện nay cái trên thị trường các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, vân vân là gạo sáng cù Lào Cai cũng đã có mặt trên các cái thị trường đó. Một năm thì hợp tác xã chúng tôi đưa ra thị trường gạo sáng cù, gạo với gạo tẻ sáng cù ấy là một năm là 300 tấn, còn gạo nước sáng cù là một năm là 80 tấn. Sản phẩm gạo sáng cù chúng tôi ấy, thì chúng tôi đã có những trang web, sẽ xây dựng trang web và đưa sản phẩm lên cái sàn thương mại điện tử như của sàn Popmart của Bưu Điện và của vỏ sò của bên Viettel. Thì với những cái công nghệ bây giờ hiện tại, công nghệ 4.0 ấy, thì khách hàng cũng đã đặt qua kênh mạng rất là nhiều. Giống như Lào Cai, Yên Bái thì Điện Biên hay Lai Châu cũng có giống gạo đặc sản sáng cù này. Tuy cùng chung loại gạo nhưng do thổ nhưỡng và khí hậu nên loại gạo đặc sản này của mỗi địa phương lại có hương vị độc đáo riêng của mình. Tận dụng điều kiện tự nhiên, khí hậu đặc thù vùng Tây Bắc đã giúp Lai Châu xây dựng được một số loại gạo đặc sản thơm ngon, có độ dinh dưỡng cao và được người tiêu dùng ưa chuộng. Với mục tiêu nâng hạt gạo sáng cù từ 4 lên 5 sao và duy trì liên kết sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lai Châu đã hỗ trợ các hợp tác xã đầu tư dây chuyền xây sát, giàn sấy, hệ thống nhà xưởng
lập trang web và thực hiện đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử để quảng bá, giới thiệu. Tuy nhiên, dù sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhưng các tỉnh Tây Bắc dường như chưa có nhiều bứt phá. Để đưa sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc trở thành hàng hóa, mang giá trị gia tăng, có nhiều việc phải làm, từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó, công tác xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp và việc công nhận các sản phẩm gạo Xéng Cù là sản phẩm OCOP 3, 4 sao cũng góp phần khơi nguồn tiềm năng cho vùng Tây Bắc. Việc nâng cao chất lượng cho loại gạo đặc sản như là Xéng Cù cần sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp chính quyền đến người nông dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cũng cần được đẩy mạnh để gạo Xéng Cù ngày càng vươn xa.